Nhiều người còn khẳng định là máy tôi không gây nước. Đúng rồi, chờ tôi cũng để trong phòng không nhiều nước đâu. Chắc chắn là có ai vô tình ấy phải, hoặc là mình vô tình để nước nó tràn vào hoặc không phát hiện ra, hoặc là có ai cầm máy mình vô tình làm đổ nước, đã không giấu, đã không dám nói. Thay màn hình rồi vừa mất thêm tiền nữa, tốt nhất mua khác thôi.